Vâng, xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với số tháo lắp của kênh công nghệ TLD. Và nay thì mình sẽ đem đến cho các bạn một chiếc laptop, một chiếc MacBook có một thiết kế rất là nhỏ nhắn nhưng có một cái hiệu năng cũng khá là khủng. Đó là chiếc MacBook Pro 13 inch phiên bản 2017. Thì chiếc máy này thì nó có một cái thiết kế của 2017 thôi, nhưng ở bên trong của nó là một cấu hình rất là mạnh mẽ. Và hôm nay thì mình sẽ cùng bạn mở bên trong nó xem thiết kế của nó như nào mà nó lại gọn gàng đến như vậy. Thank you.
Vâng, các bạn, vừa rồi mình đã tháo xong chiếc MacBook Pro 13 inch phiên bản 2017. Phiên bản này thì nó không phải là phiên bản có Touch Bar. Chính vậy và cái việc nâng cấp và thay thế chúng ta nó không thể nâng cấp được. Nếu mà bạn nào không có kiến thức cũng như là chưa biết, chưa tìm hiểu về dòng MacBook này thì mình khuyên các bạn không nên thử cũng như là không nên tháo những chiếc máy này. Bởi vì nếu mà chúng ta tháo ra không may nó bị hỏng một cái linh kiện nào đó thì chúng ta phải thay thế toàn bộ cái main, rất là đắt đỏ. Chính vậy mình khuyên các bạn không nên nhé. Và nếu bạn có nhu cầu tháo lắp những chiếc máy như thế nào, hãy để lại những ý kiến, những câu hỏi dưới video. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.